Xin chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục Review Pháo Thủ. Vâng, một lần nữa để nhắc lại thì trong video này tôi sẽ giúp các bạn nhìn lại một cách tóm tắt, đánh giá, cảm nhận trận đấu đã qua của Arsenal. Và ở số này, như chúng ta đều đã biết, sẽ là trận đấu mà thầy trò Mikel Arteta đã hành quân đến sân Anfield để làm khách trước Liverpool. Một trận đấu được đánh giá là khó khăn tột độ sau chuỗi 10 trận bất bại trước đó. Và quả thật, kết quả khi kết thúc cũng đã hoàn toàn đúng với nhận định trước trận đấu. Đó là một thất bại cho Arsenal. Tuy nhiên nó đã diễn biến ra sao? Liệu đáng ra các pháo thủ đã có thể có một kết quả khác? Một lần nữa, tôi sẽ giúp mang đến cho các bạn thông tin, đặc biệt là những bạn đã không thể thức xem trận đấu này. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với thời điểm trước khi trận đấu diễn ra. Vẫn là một đội hình với sơ đồ 4-4-1-1 được Arteta sử dụng cho pháo thủ. Đây có thể xem là điều đã được dự đoán trước khi với sự ổn định và thành công có được ở chuỗi trận trước đó. Vì không có sự thay đổi gì về mặt chiến thuật được cho là điều hoàn toàn dễ hiểu cho Mikel Arteta. Trong khi về cơ bản trước một Liverpool triển khai sơ đồ tấn công 4-3-3 thì sơ đồ của pháo thủ đáp ứng tương đối tốt ở khâu phòng ngự. Nhờ ở hai cánh, Emile Smith Rowe và Saka luôn mang đến được sự hỗ trợ tốt cho các hậu vệ cánh nhờ sự năng nổ của mình. Đó là còn chưa kể đến sự góp mặt của Partey sau nhiều lo lắng về chấn thương những ngày trước đó. Kết hợp cùng với Lokonga ở trung tuyến, rõ ràng đây là hàng tiền vệ không tồi một chút nào thời điểm này và có thể đem đến sự yên tâm nhất định cho các Gunner so với sự xuất hiện của Maitland Niles. Tuy nhiên khi trận đấu đã kết thúc và chúng ta đã biết kết quả thì có thể nói Mikel Arteta đã không bắt đúng long mạch ở trận đấu này. Theo tôi, ông đã chủ quan với ván bài cân não về chiến thuật của trận đấu khi mà thông tin lẫn nhau của hai đội quá rõ ràng. Bởi vì nếu như đã không thể tiếp cận trận đấu theo cách cởi mở đôi câu được thì ở chiều ngược lại, điều tốt nhất nên làm là hãy phòng ngự thật chặt và phản công thật sắc sảo. Qua đó theo tôi, đáng ra nên có một sự thay đổi nhẹ về mặt chiến thuật và 4-1-4-1 có thể xem là một gợi ý của tôi. Việc lấy bất biến ứng vạn biến rõ ràng là điều không nên được áp dụng ở trận đấu này, nhất là khi về tương quan lực lượng, những cầu thủ Liverpool sở hữu đều đủ khả năng để tạo ra sự khác biệt ở những điều gì đó có tính chất căng thẳng ngang kèo. Trong đó sự tiếp tục xuất hiện của Nuno Tavares trong ngày mà Kieran Tierney cũng có mặt trên băng ghế dự bị đã là một trong những điểm yếu đáng lo trước khi bóng lăn, khi anh phải đối đầu với cánh của Salah. Tất nhiên, Arteta hiểu Tierney đang thế nào, có đủ sức để ra sân hay không. Nhưng việc cầu thủ người Scotland có mặt ở Anfield vẫn khiến chúng ta cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã xảy ra trong trận. Dù rằng ở mùa trước, Tierney cũng không làm được quá nhiều trước Salah, tuy nhiên sai lầm có lẽ là điều anh ít mắc phải. Đến với Liverpool, đoàn quân của Jurgen Klopp đối mặt với hàng loạt chấn thương và trong một sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, những cầu thủ họ có thể tung ra sân đều đã là những người được dự đoán trước, cũng như là tốt nhất cho Jurgen Klopp. Trong đó các bộ ba ở hàng tiền vệ và tiền đạo đều phải nói là tốt hơn những con người của Arsenal. Sự thiếu vắng của Firmino ở hàng công hay Keita ở hàng tiền vệ đều có được những sự thay thế ngang tầm. Chỉ duy nhất vị trí hậu vệ trái được xem là có độ vênh lớn, một điểm yếu đáng kể trong hệ thống của Liverpool với sự xuất hiện của Tsimikas. Đó là điều tôi thấy được trước khi bóng lăn. Tuy nhiên khi trận đấu diễn ra, với thế trận của các đồng đội có được thì vị trí của cầu thủ người Hy Lạp đã không bị các pháo thủ hay cụ thể là Saka khai thác được nhiều. Đây có thể xem là điều đáng để kể đến, có thể giúp pháo thủ có được một bàn thắng ở trận đấu này. Còn thì phải nói rằng đã không có một dấu ấn gì quá đặc biệt từ Jurgen Klopp về mặt chiến thuật khi mọi thứ đều trong khuôn khổ quen thuộc. Điều huấn luyện viên người Đức đã làm tốt ở trận đấu này chắc chắn vẫn chỉ là khâu tinh thần khi trận đấu đã kết thúc. Vâng, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên. Với một cách nhập cuộc tương đối chung dung và nương theo thế trận của Arteta, những phút đầu tiên của trận đấu theo tôi đã là những phút thi đấu thành công nhất của pháo thủ. Dù ngay ở phút thứ 3, pha dẫn bóng không thực sự tốt của Ben White đã dẫn đến việc Salah có cơ hội dứt điểm. Mọi chuyện tương đối tích cực ở những phút đầu tiên khi đội hình Arsenal đã có thể dâng cao hơn, cự ly đội hình được rộng hơn, pressing tốt và sớm có được tình huống tấn công đáng chú ý vào phút thứ 7 khi vị trí nơi cánh trái của Liverpool đã bị khai thác đúng như kỳ vọng. Tuy nhiên Saka lại có một pha xử lý không thực sự tốt. Tới phút 17, một lần nữa Arsenal khai thác tốt hướng tấn công bên phải vẫn từ Saka, Laka có bóng và nó được đưa đến chân của Tomiyasu. Hậu vệ người Nhật đã tung ra được một đường tạt rất tốt, bóng tìm lại vị trí của Saka và ngôi sao trẻ đã kịp đánh đầu. Tuy nhiên, cầu pháo thủ Chamberlain đã là người lui về hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự Liverpool. Các Gunners chỉ biết tiếc nuối về pha bóng này. Về phần Liverpool ở đầu trận, họ dường như đang chưa thật nóng máy. Dù vẫn là đội giữ được bóng nhiều hơn, tuy nhiên phải đến nửa sau của hiệp thi đấu thì họ mới có được cho mình cơ hội nguy hiểm nhất và cú dứt điểm trúng đích đầu tiên khi mà hàng thủ của Arsenal đã duy trì sự tập trung rất tốt. Ở cả hai biên, Tomiyasu và đặc biệt là Tavares chơi rất ổn trước áp lực của Salah cũng như Mane. Chính xác là ở phút 28, với một tình huống mà Arnold tương đối chống chải để tung ra một đường tạt khó chịu, Ben White đã ngăn cản thành công nỗ lực đánh đầu của Mane. Tuy nhiên bóng bật ra đúng đà của Thiago băng lên, cú sút của tiền vệ người Tây Ban Nha đã làm khó Ramsdale. Bóng dội ra và suýt chút nữa Mane đã có thể chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số. Nhưng thủ thành của tuyển Anh đã làm tất cả để khiến Gunner không thất vọng. Không hẳn, đây là một tình huống thay đổi cục diện của trận đấu.
Tuy nhiên nó gần như là một cột mốc mà từ đó trận đấu đã nóng hơn. Đỉnh điểm là màn cãi nhau giữa Arteta và Klopp ở phút 32 khi mà Mane đã không nhận chiếc thẻ nào khi có pha tranh chấp tiểu xảo với Tomiyasu dẫn đến Arteta phải nhận thẻ vàng. Còn thì sau đó, Liverpool đã có được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Ở phút 34, trong một tình huống có phần lập bập, Ben White để mất bóng sau khi cướp được từ chính chân Mane, để rồi sau đó Tsimikas và tiền đạo người Senegal đã cùng nhau tạo ra pha xuyên phá. Salah là người có cơ hội dứt điểm sau cú căng ngang, nhưng Ramsdale một lần nữa chơi đủ tốt khi cú dứt điểm của tiền đạo người Ai Cập chưa thực sự nguy hiểm. Đến với tình huống ở phút 36, đó là pha di chuyển vào trung lộ, dứt điểm rất căng đến từ Arnold cho Liverpool khi trước đó họ đã pressing tốt với pha cướp bóng từ chân Tavares của Chamberlain. Nhưng Ramsdale một lần nữa đóng vai người hùng cho Arsenal. Đây là khoảng thời gian mà các học trò Mikel Arteta đã phải lùi rất sâu khi Liverpool dồn lên tấn công. Cơ hội đã mở ra cho các đường phản công, tuy nhiên mọi thứ đã không được pháo thủ làm tốt. Hay cụ thể hơn, Liverpool đã chơi hay hơn với pha cắt bóng của Fabinho phút 37. Để rồi chỉ đúng hơn một phút sau, điều đáng buồn đã xảy ra. Aubameyang phạm lỗi với Matip trong nỗ lực lùi về phòng ngự. Tưởng chừng như đây là một cự ly tương đối an toàn, thì đó đã lại là một cơ hội thực sự cho De Kop sau khi hiệp 1 đã tương đối khó khăn cho họ để chiến thắng hàng phòng ngự pháo thủ. Vẫn là từ Arnold với khả năng đá phạt cực tốt, bóng vượt qua tầm của Gabriel tìm đến được Mane, người cũng đã phá được 7 việt vị và 1-0 cho Liverpool. Khi mà ở pha bóng này, Ramsdale cũng không thể có được pha phản xạ xuất thần nào. Sau bàn thua, những phút cuối hiệp 1 chứng kiến Arsenal vùng lên mạnh mẽ. Ở phút 43, vẫn là từ cánh phải, Saka đi bóng tốt, đường chuyền sau đó mở ra cơ hội sút xa cho Lokonga. Tiền vệ người Bỉ cũng đã có được cú sút trúng đích, chỉ có điều đường bóng đi là chưa đủ hiểm để hạ gục Alisson. Và đó là tất cả những gì pháo thủ có thể làm được ở hiệp thi đấu đầu tiên, một hiệp đấu mà như tôi đã nói từ đầu là lúc mà Arsenal chơi được hay nhất. Dù rằng ở khâu tấn công, từ chủ động đến phản công đều chưa được tốt, trong khi ở mặt phòng ngự thì việc để Liverpool chỉ có được duy nhất một bàn thắng mở tỷ số đó là điều tích cực. Một kết quả có điểm vẫn là điều có thể đạt được trong hiệp 2. Quả thật là như vậy, khi hiệp 2 chỉ mới diễn ra hơn một phút, với sự tự tin vẫn đang rất cao, các pháo thủ đã sớm có được cơ hội gỡ hòa. Chỉ đáng tiếc là Van Dijk vẫn quá xuất sắc khi cản phá bóng trước mặt của Alba. Tuy nhiên cũng từ những phút đầu của hiệp thi đấu này, một nỗi lo khác bắt đầu nhen nhóm cho pháo thủ. Khi Liverpool một lần nữa nóng máy trở lại, thì trước áp lực pressing, các cầu thủ Arsenal bắt đầu có những đường truyền hỏng ngay phần sân nhà. Ở phút 49, đó là pha xử lý của Lokonga và cũng là cầu thủ người Bỉ một phút sau dẫn đến tình huống dứt điểm ngon ăn của Chamberlain. Chỉ may mắn là cựu pháo thủ đã không thể ăn mừng với đường bóng đi ra ngoài. Và rồi mọi chuyện đáng tiếc hơn đã xảy ra ở phút 52, lần này là từ Tavares. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã làm rất tốt với pha xử lý của mình khi cướp được bóng từ chân của Arnold và dừng bóng tự tin để có thể mở ra pha tấn công. Thế nhưng với quyết định chuyền bóng về cho đồng đội ở trung lộ đã biến thành một pha kiến tạo không thể tốt hơn cho Diogo Jota. Và tất nhiên, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã không thể bỏ lỡ món quà này. Với ba nhịp xử lý, anh loại bỏ Gabriel và Ramsdale để mang đến bàn nâng tỷ số lên 2-0. Một bàn thua từ trên trời rơi xuống, mọi thứ bỗng dưng trôi xa khỏi sự kiểm soát của pháo thủ khi nó diễn ra ngay trước khi Arteta kịp rút Lokonga rời sân. Và sự có mặt của Maitland Niles cũng đã tỏ ra không khá hơn khi chính cầu thủ người Anh ở phút 58 là người tiếp theo mắc lỗi. Chỉ may mắn, lần này Liverpool đã không tận dụng được và Ramsdale tiếp tục là người hùng. Còn thì tất nhiên, với việc phải dồn lên tấn công để mong tìm lấy bàn thắng, pháo thủ cũng đã có được thêm cho mình những cơ hội. Trong đó đáng kể nhất là tình huống của Aubameyang phút 65 khi ngôi sao người Gabon có được pha hiếm hoi gây khó cho Alisson và tung ra cú dứt điểm sau đường chọc khe hoàn hảo của Laka trước khi anh này bị thay ra bằng Odegaard. Nhưng Aubame đã không thắng được thủ thành Liverpool. Tuy nhiên, với một thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về cho đội chủ nhà thì việc pháo thủ dồn lên chỉ càng làm cho Liverpool có thêm những cơ hội. Đó đã có thể là 3-0 nếu như ở phút 67, Ramsdale không xuất sắc cản phá cú dứt điểm của Jota sau đường căng ngang của Salah. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến ở phút 73, khi chỉ với một tình huống tấn công đơn giản, ít chạm, Mane đã là người có cơ hội thoát xuống trước khi kiến tạo giúp Salah dễ dàng có bàn thắng của mình trong trận đấu này. Ở pha bóng này, đó là minh chứng tại sao ngay ở đầu video tôi đã nói về lý do nên chơi 4-1-4-1 khi Arsenal không có một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Việc Jota lui về khoảng trống giữa hai hàng tiền vệ dâng cao và hàng thủ của Arsenal đã là điều làm nên sự khác biệt. Đây thực sự là dấu chấm hết cho hy vọng của Arsenal ở trận đấu này. Do đó, với những diễn biến còn lại của trận đấu, mọi thứ là quá dễ dàng cho Liverpool. Họ tiếp tục có được bàn thắng thứ tư với công của cầu thủ mới vào sân là Minamino ở phút 77, một pha bóng mà toàn bộ hàng phòng ngự của Arsenal chỉ như những quân xanh trên sân tập cho Liverpool. Một hình ảnh mà cũng thật tương phản so với chuỗi 10 trận bất bại trước đó. Còn thì trận đấu sau đó đã khép lại với tỷ số là 4-0 khi mà những nỗ lực tấn công của Arsenal thật sự không hiệu quả. Duy nhất chỉ có tình huống xử lý cá nhân của Partey ở phút 73 là điều đáng chú ý còn lại của hiệp 2.
nhưng chắc chắn nó là quá thiếu cho pháo thủ, qua đó đành dậm chân ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với khoảng cách là 3 điểm so với West Ham ở vị trí thứ 4. Vâng, và đó là tất cả những gì đã diễn ra ở trận đấu vòng 12. Sau trận đấu này, chúng ta rút ra được những nhận xét gì? Trước tiên hết để nói, dù cũng hơi thừa để nhắc lại, thì Liverpool thực sự ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Arsenal, chưa kể được đá tại sân nhà. Và nếu để nói rằng đó là đẳng cấp để cạnh tranh cho chức vô địch, thì rõ ràng Arsenal không thể được gọi tên trong cuộc đua đó nếu như không có những chuyển biến vượt bậc hơn từ nay đến cuối mùa. Qua đó, một vị trí trong top 4 dù trong tầm tay nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng đạt được. Tuy nhiên để nói thì dù Liverpool thắng thuyết phục, nhưng việc Mane liên tục có những tình huống xấu chơi, phi thể thao, chỉ nhận duy nhất một thẻ vàng là điều khiến tôi cảm thông với Mikel Arteta khi ông vô cùng bực tức ngoài đường biên. Còn tiếp theo để nói về pháo thủ ở trận đấu này, theo tôi kết quả thua này là một điều đúng như dự đoán và có lẽ là điều cần thiết nên xảy ra cho Arsenal, giúp Mikel Arteta có thêm sự tỉnh táo và động lực để tìm ra những công thức khác để đối đầu với những đội mạnh như Liverpool, như Chelsea hay Man City, hoặc cũng có thể là những đội khác khi phải làm khách. Tiếp theo thì cũng quen thuộc không kém, tôi phải dành mọi lời khen tốt đẹp nhất đến cho Ramsdale. Theo tôi, thủ môn Gyan chính là cầu thủ hay nhất của pháo thủ ở trận đấu này, còn Tomiyasu chính là người tiếp theo. Nếu không có một tình huống cố định thay đổi cục diện thì có lẽ một điểm là điều mà pháo thủ có thể đạt được với khả năng phòng ngự của đội hình. Cuối cùng, nói về những điều tiêu cực mắc phải thì có lẽ không nhiều điều để nói đâu, khi việc những cầu thủ trẻ mắc sai lầm là chuyện khó tránh khỏi. Với một đội hình được xem là trẻ nhất giải, đó hẳn là chuyện sẽ còn xảy ra nhiều. Tuy nhiên, để có thể đảm bảo bù đắp lại được những khoảnh khắc đó thì câu chuyện trên hàng công làm sao để kiếm nhiều hơn các bàn thắng chắc chắn vẫn là điều cần nói đến để Arteta cải thiện. Còn thì rõ ràng trong trận đấu với Liverpool, cả Saka, Emil Smith Rowe hay Oba lẫn Laka đều đã không có ngày thi đấu với phong độ cao nhất để tạo ra sự khác biệt, dù đều đã rất nỗ lực. Vâng, và nói gì thì nói, có lẽ mục tiêu khả thi nhất của Arsenal là nên giành tối đa số điểm trước những đội bóng khác ngoài bộ ba Chelsea, Liverpool và Man City. Có lẽ nó sẽ đủ để đặt mục tiêu trở lại với cúp châu Âu mùa này rồi. Đó là tất cả của video này. Không biết các bạn ấn tượng với điều gì nhất sau trận thua vừa qua? Hãy chia sẻ nhé. Buồn thì chúng ta cùng chia nữa, vui thì chúng ta nhân đôi. Đừng quên subscribe đăng ký cho kênh và like share video nữa nha. À, mua lịch pháo thủ nữa nè. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.